Nếu bạn là người thích đồ họa thì mình sẽ giới thiệu bạn về game này. Game này là do công ty sản xuất game hàng đầu, khác với những tựa game khác. Đây là một tựa game xuất sắc nhất, mang đến cho người chơi một cảm giác hoàn toàn khác. Trong game, những phong cảnh được tạo ra từng chi tiết và hiệu ứng ánh sáng nhằm mang đến cho người chơi một tựa game mang tên Tân Tru Tiên Truyện. Hãy mau tải game cùng nhau.